cảm thấy có sự khác biệt gì đối với những lớp truyền thống và cô cảm thấy vui. Tôi thấy sự khác biệt là con được học hoặc là chơi và được va chạm, được tiếp xúc với những cái mà bình thường lớp truyền thống mình không có được. Cảm ơn cô rất là nhiều và chúng ta cùng xem ngày 29.